Video thì ở trên cái phiên bản 4 hiện tại nó đang Nó đã không áp dụng rồi Video này mình thêm tham số cạch cạch video ở cuối ấy, Thì nó sẽ tạo ra một cái phim ngắn Cái quá trình Toàn bộ cái quá trình để tạo ra cái bức ảnh này Đấy và cái này là cái Gọi là câu lệnh ẩn Thì Hiện tại thì nó không uh, làm việc ở trên cái phiên bản Niji và phiên bản V4 Nó chỉ hoạt động ở phiên bản 123 và test và test photo thôi Anh chị em nhé Đó đó. Nó quá trình từ khi mà nó là hạt giống để nó tạo ra cái hình ảnh cuối cùng thì nó tạo ra một cái video và để lấy cái video này thì mình cũng yêu cầu nó dạ gửi một cái emoji đó là envelope. Thì khi mà envelope này có nghĩa là gì ạ? Dạ, nghĩa là gửi cho tôi cái nội dung của cái bức ảnh này. Đấy thì là gì ạ? Dạ, nhấn vào đây thì cái con bot nó sẽ gửi tin nhắn riêng cho mình anh chị em nhé Đó. Sau đó mình có thể copy download xuống hoặc mình có thể là gì dạ, lấy cái video này đây nó video chấm mv4 đây này anh chị em ạ cách dùng thì mình đưa cái kẹt kẹt video vào cuối câu lệnh nhớ là nó không áp dụng cho cái phiên bản 4 và phiên bản mặc định mình đang dùng